Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Đảng bộ phường Hòa Thuận Đông hiện có 36 chi bộ với 640 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và chuyển biến trên tất cả các mặt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển 15 đảng viên mới, hàng năm 100% chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Phường cũng đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bước đầu đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật mà phường Hòa Thuận Đông đạt được thời gian qua và lưu ý địa phương cần tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong cả nhiệm kỳ, trong đó cần tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là một cái nhiệm vụ then chốt và mang tính quyết định đến cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội và quản lý nhà nước trên địa bàn. Tôi yêu cầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của Ban Thường vụ Đảng ủy, của phường, công chí phải được thể hiện và làm tốt. Cần phát huy cái vai trò của chi bộ khu dân cư, tổ dân phố để thực sự đây là những cái hạt nhân chính trị, là cánh tay nối dài của Đảng ủy phường xuống cơ sở. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, lưu ý công tác cải cách hành chính. Làm tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính trong Đảng. Chúng ta đang ở trong cái top thấp thì công chí phải tập trung làm tốt hơn nữa để nâng cao cái chất lượng, và đây cũng là một cái yêu cầu trong cái môi trường mà chúng ta là cái môi trường của một thành phố thông minh mà chúng ta đang đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số. Lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết 35 của Ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp quận phường. Bí thư Thành ủy đề nghị địa phương tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự vỉa hè, đảm bảo vệ sinh môi trường các lô đất trống, chú trọng các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương và chỉ đạo các sở ngành liên quan và quận Hải Châu sớm giải quyết.